七年了，却不见这一日到底。Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao hoa biểu ngạn xuất hiện rất nhiều trong văn chương, thơ ca, âm nhạc, phim ảnh? Nó có gì đặc biệt và tạo cảm hứng nghệ thuật nhiều như vậy? Có phải hoa biểu ngạn chỉ là tượng trưng cho đau khổ, u buồn, chia ly, mất mát, tuyệt vọng hay không? Và người Nhật quan điểm như thế nào về hoa biểu ngạn? Chúng ta hãy cùng xem video nhé. Hoa biểu ngạn có thân vươn cao từ mặt đất, khi nở tán hoa xòe rộng, cánh hoa mong manh tỏa ra xung quanh tựa như dòng máu nóng phun trào. Điều thú vị là một khi cây ra hoa thì lá sẽ tự động tàn lụi, thế nên mới có những câu thơ: hữu hoa vô diệp vô tương ngộ, vạn kiếp luân hồi vạn vấn vương. Hoa và lá muôn đời không bao giờ có thể gặp nhau. Chính vì sắc đỏ rực lửa và đặc tính kỳ lạ này mà truyền thuyết phương Đông đã xem hoa biểu ngạn là hiện thân của cách biệt sinh tử, là điểm kết nối giữa hạ giới và hoàng tuyền. Tại Nhật Bản, củ hoa biểu ngạn chứa nhiều chất kịch độc, cho nên ngày xưa cũng đã có nhiều người vì tuyệt vọng mà ăn củ này để tự sát. Ngoài ra, củ hoa biểu ngạn cũng giàu tinh bột và dinh dưỡng. Chất độc trong đó là chất độc tan được trong nước, cho nên trong thời chiến tranh và thời kỳ nạn đói, người ta xử lý độc tính bằng cách ngâm nước và ăn như là khoai lang, khoai tây. Hiện tại cũng có rất nhiều người tò mò muốn ăn thử củ hoa biểu ngạn, và cách xử lý triệt tiêu chất độc vô cùng công phu để làm ra một món ăn hết sức đặc sắc như thế này. Và cũng bởi độc tính tự nhiên này mà từ ngày xưa người Nhật đã trồng hoa ven các cánh đồng lúa, mục đích là để ngăn ngừa động vật gặm nhấm và côn trùng phá hoại mùa màng. Ngày nay, hoa biểu ngạn cũng được đưa vào các sách giáo dục như là loại hoa tượng trưng cho thế giới bên kia và nhắc nhớ lòng biết ơn và tưởng niệm về những người đã khuất. Một năm, hoa biểu ngạn chỉ nở 2 lần, đúng vào dịp xuân phân và thu phân, khoảng vào ngày 20 tháng 3 và 23 tháng 9. Vào 2 dịp này, người Nhật thường đi viếng mộ ông bà tổ tiên. Ngoài ra, họ còn có tập quán ăn bánh đậu đỏ nhân cơm. Nếu rơi vào mùa xuân thì sẽ gọi là bánh mẫu đơn, còn vào mùa thu thì gọi là bánh thu. Thật ra hai cái tên này cũng chỉ là một loại bánh mà thôi. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nepal cũng có nhiều truyền thuyết và quan điểm khác nhau về hoa biểu ngạn. Nhưng nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là liên tưởng của con người để giải thích những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Chỉ có một điều các bạn cần nhớ, đó là đừng bao giờ lấy hoa biểu ngạn làm quà tặng là được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.